Rồi hello, xin chào cả nhà, quay lại kênh Cá Coi Trần Đức Cường nha cả nhà. Hôm nay tiếp tục cái series đi lắp Phật tư, giao Phật tư, lắp Phật tư cả nhà. Và hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai nha. Từ Vũng Tàu mình đi lên đây có khoảng chừng 45 phút tới 1 tiếng gì thôi. Thường thì mình sẽ đi về trong một nửa buổi, và mình lên mình quay video cho cái nhà tham khảo cỡ 15 20 phút, xong cái mình chạy về liền để đi công trình khác, hoặc là nếu có hồ khác thì mình sẽ đi quay hồ khác cho cái nhà xem liền. Trong nhà chú này đang xây một cái hồ cá coi có cảnh quan mình thấy khá là đẹp cả nhà. Nên mình quay cho cái nhà tham khảo thử coi làm sao ha. Và bên này đây là đội thi công, đối tác thi công của mình đã làm rất là nhiều hồ rồi. Mấy cái hồ Xuân Định đây là mình có quay mấy lần rồi, là ảnh làm rồi, cho cả nhà xem tham khảo thử coi làm sao ha. Rồi cả nhà nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video mới nè. Rồi cả nhà gần Tết rồi nên cả nhà có làm hồ hoặc là có xây nhà hay gì thì kết thúc công trình sớm sớm ha, để có gì mình ăn Tết nha. Rồi cùng đăng ký để ủng hộ mình, để mình đi quay nhiều hơn, tranh thủ đi. Tại thực ra những cái hàng hóa rồi thì mình giao xe hoặc là giao bưu điện hay là bên bên giao hàng người ta đi thôi. Còn nhưng mà mình bây giờ mình cố gắng mình đi quay nhiều hơn để cho cả nhà tham khảo nhiều hồ hơn. Chứ còn bên giao hàng họ đi quay thì chỉ có những cái thước phim khoảng chừng mười mấy giây, 30 giây gì đó thì nó lại không có đủ tham khảo nhiều hơn cả nhà ha. Rồi mời cả nhà theo chân mình vô nhà chú ha. Rồi cả nhà, ở đây là một cái đường hẻm hẻm cục hay sao, ở đó mình không thấy đường đi nữa. Và nhà của chú đang xây chưa có bàn giao cả nhà ha, ở trong một con hẻm nhỏ. Mình thấy chỗ này làm cái bức tường này đẹp nè cả nhà, chưa bàn giao, thợ bên thi công nhà chưa có bàn giao cả nhà. Làm cái tông màu trắng này đẹp ghê ha. Rồi đây là nhà chú chưa có bàn giao, để có gì mình hỏi cái anh thi công thử là thử hồ này làm khoảng chừng bao nhiêu khối anh ha. Ủa tư là hồ này làm khoảng mấy khối anh? 3 khối. 3 khối hả? Dạ. Cái này anh chia chia ba ô lọc anh. Ồ, cái chỗ này anh làm thác rồi đẹp quá ha. Có ở trên này có nước hay gì không anh, thác có, thác nó chạy là ở sau chân luôn hay là không ở ở trong cái hốc? cái đấy đó À, ở dưới cái hốc này, ở dưới chân dưới chân nó chạy xuống. Ở đây có hốc cây, dạ có cây đó, hốc em chia cây là hết rồi. là mấy 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 hốc anh? Chia bên kia Ồ. hốc đó đó đó. Ồ, vậy là nhiều quá à. Nhiều là cây xanh đồ, xong là Cái sờ này cây trồng xanh là cỏ, xong cái này là trồng cỏ hết cái này. là chỗ này anh làm cỏ hết luôn. Dạ. Cái là hồ 3 khối là anh tính luôn cả. Dạ, cả lòng á. Vậy là anh chia cái này khoảng nhiêu, cỡ 2 khối không? Chắc cái này đó. Cỡ 2 khối hả? Dạ. Còn lọc cỡ 1 khối, tại em thấy lọc bự á. Dạ, thì em cố ý em làm cho nó để cho cái hệ thống nó trong. 2 khối mà anh chia tới 2 hút đáy luôn hả? Dạ. 2 hút đáy 90, 2 hút mặt 60. Không, một cái mặt, một cái Một cái lửng. mặt, một cái lửng. Cái này sâu bao nhiêu anh? Sâu gần mét à. Xây gần mét hả? Dạ, gần Em coi cái ô lắng ô nào anh. mét. Bên kia. Anh xây ô lắng bự ra nha, bự hơn. Ô lắng là bự hơn rồi mấy cái ô kia. Ô bên này anh chứa chỗ với UV hả? Dạ, chỗ Chứa UV. UV. Còn cái ống chính giữa, ống gì anh? Cái ống đó để em khi mà à, sinh à, anh rút rút ra. lên, anh rút cái ống vệ sinh cho nó chảy về hết ô bơm. Không, nó chạy qua kia. À À, nó cái bơm kia. vậy là ở đây là anh gắn một cái bơm hút phân nữa. Cái chỗ có bơm là anh có làm một Cho nó hõm xuống đó, nó cái sâu hõm xuống đó. xuống. Cái chỗ hút bơm là cả nhà thấy anh có làm một cái hõm xuống để cái gì phân nó lắng xuống đó anh hút đi. Là mình hút vô đâu anh? Đây nè. Đây em có chừng cái ống này. Đây đây là ống thải, đây Ống thải, ống còn cái thải, ống kia là cái ống tràn. ống tràn nữa, có một ống thải và một ống tràn. Rồi ô này là anh để ống thông là ống 4 ống 90 hả? 5. Năm ống 90 nha. Đây anh làm 5 ống 90 là đi qua ô này. Anh bỏ xi măng hả? Ô xi măng chỗ này anh bỏ được mấy tấm? Một Chắc hai cũng phải ba bốn miếng hả? 4 miếng. Năm á, 4 5 miếng gì hả? Anh tính chưa? Này
cái mắt nó 5 phân hộ anh? 4 anh. À, vậy là 5. Được 5. Vậy được 5 miếng. Qua anh kia anh đi ở dưới. Bên này anh có, bên này anh bỏ sứ hả? Dạ, sứ với cái bơm. Sứ với bơm. Bơm là anh chia luồng ống 34 anh. Dạ, 34. Ở bên này anh để mấy bơm lận? 34, cái này chắc anh để một bơm thôi. Một bơm. Em nói là một bơm. Một bơm là lên thác là một ống hay hai anh? Một. Lên thác là một ống. Một ống 34. Một ống 34. Với lại ba cái luồng. Ba cái luồng ống 34. Dạ. À, ba luồng. Thì cái luồng đây. Này chắc chơi nhẹ nhẹ thôi, cái luồng này chắc mở nhẹ. Đây. Đây một cái luồng góc đây chạy ra. Rồi luồng bên này xoáy ở đây. Rồi đây một cái nữa. À. Cái này thì điều chỉnh để điều chỉnh sau. Dạ. Cái này anh quét sơn mấy ngày rồi? Em mới quét hả? Mới quét hả? Dạ, mới quét xong rồi. Điện thui lui luôn ha. Anh còn anh mấy nước rồi? Anh sơn mấy nước rồi? Hai nước ạ. À. Hai nước rồi hả? Dạ. Nó chưa khô. Dạ, anh có làm thêm nước nữa không? Chắc chiều lên làm nước nữa. Chiều lên làm nước nữa hả? Tại vì cái này em đi hồ dầu, hai lớp hồ dầu. Hai lớp hồ dầu. Mà anh có test thấm hay gì chưa? Rồi, ok. À, test ok rồi phải không? Còn cái này anh đổ bê tông hay là sao? Bê tông. Ở dưới này là anh đổ bê tông. Đổ bê tông xong em xây lên tường 20. Anh đi sắt mấy anh? Này dưới nè. Cái này đi ở dưới em đi sắt 6 thôi. Đi sắt 6. Dày lắm. Dày hả? Dày. Xong rồi tường anh đi 20 là tường gạch đinh hay là gạch gạch thường anh? Gạch ống như mình cắt âm. À, gạch đinh. Cắt âm. Xong rồi cắt. À, cắt âm đi tim ở giữa là anh đi bê hồ bê hồ. Hồ, hồ hồ tô hả, đúng không? Phải hồ tô, hồ già, hồ già đi giữa. Trời. Cái này nó ở dưới thì mình cũng không có sợ tại vì nó có đất. À, dưới có đất hả? Đất nó không có già. Anh có trộn sica chống thấm gì không? Dạ không. Không luôn. Có nghĩa là xây quen rồi, em cứ đi một lớp hồ dầu xong em tô. À. Xong rồi em đi một lớp hồ. À. Rồi lại em lại đi một lớp hồ dầu nữa. Dạ. Em tô thêm à, tô lớp nữa là thành vậy sau thấm nổi ha. Không thấm nổi. Vậy là cưới 2-3 lớp luôn. À, thêm chống thấm của Linh Gót nữa hả? Dạ. Thằng này hồi hôm bữa mua của anh còn dư nè. Dạ dạ. Cái này khoảng chừng bao lâu xong anh? Cái sân anh làm hết sân vườn ở đây luôn hả? À, khu vực hồ này với cá thôi. À, còn trong kia là chú tự làm. Dạ. Ủa dạ? Ủa dạ? Sao ra? Ủa cái này? Thì nó xếp rồi mấy bữa em lấy đất rồi. À, cái này mình phải bỏ đất trồng lên lại anh? Đất nó lên tới đây. À, đất nó lên tới đó hả? Xếp à. Này đá cổ thạch anh, chừng này đá là khoảng mấy tấn anh? Tấn rưỡi. Tấn rưỡi hả? Ồ, bữa chuyển xe vô đây cũng bằng xe ba gác hả? Dạ, ba gác. Ồ, tấn rưỡi. À, nhìn chung cái đợt trước anh làm san hô thì cái này đẹp hơn ha. Này đá cổ thạch thì này đẹp hơn. Dạ. À, ở trong nhà thì cái kia đẹp hơn. Cái này ngoài trời thì cái này ngoài trời đẹp hơn. Cái này tại vì bữa lên đó thì chủ nhà người ta đã làm sơn nước rồi. À, nên mình làm cái tường ở tường đá rồi cho nó đẹp. Anh có làm vẽ được không? Dạ không. Tại em thấy có nhiều anh lỡ lỡ mà làm trước á, xong cái anh tư vấn làm cái in lụa ngoài trời á. Dạ. À, có cái loại in lụa ngoài trời người ta không dán có lên thì nó cũng đẹp lắm. Cái đó bên em cũng làm cái đó. À, dạ. Nhà để em nói chủ nhà. À. Bên em cũng làm cái lụa đó hả? Trong này anh định trồng trồng cây gì anh? Nói chung em trồng mấy cây tùng với lại mua chưa? Cây à, mua rồi đấy ha, mấy cây này đó hả? Dương sĩ rồi này kia đó. À. Trồng à. Tổng thể cái khoảng cái hồ mấy mốt nó lên nước cái là ok. À, cái này chứ mình bỏ đi ấu. Dạ. Cái này mình có cần bỏ đi ấu 90 không? Dạ, như theo em thì sẽ bỏ đi tại vì một ống 90 là em xài cho tới hồ 5 khối lần. Dạ, vậy thì để à. Em chiều em cưa cái bít sát nó xuống rồi mà, xong mà em anh thấy theo cái xoáy luồng này thì em nghĩ anh nên bỏ cái ống này nè. À, bỏ ống này hả? Dạ. Để cái ống này thì nó lại em thấy cái dốc nó lại về đây nè. Thứ hai là ở bên này có kết hợp hai ống rồi, một hút mặt một lửng rồi thì mình nên bỏ ống này, mình xài ống kia là hợp lý hơn. Dạ dạ. À, cái về tại cái ống này là nó hơi dương xí. Anh lấy bơm gì vậy ta? Ngàn 15 à 15.000 của hãng AC Bơm. À, bơm rất là thoải mái dưới cái hồ này anh. Ok luôn. Cũng sợ. Tức là nó có đủ không? Tính nó thấy qua bên anh tư vấn đi em. Dạ. Ủa, như thường em thấy là người ta làm cái viền ở quanh cái hồ, còn cái nắp lọc là làm riêng. Còn cái này anh tính làm sao? Cái này á, là bữa em tính làm ra tới đây, nhưng mà cái bên này này nó bị vướng cái đường ống ở dưới. À, không đào xuống được. Đó, nên bắt buộc là bây giờ làm cái lọc ở trong. Rồi em lấy cỏ, em làm cái tấm đậy, em đậy cỏ đậy, lên đây. Đậy cỏ lại, rồi dẫn sẵn mình làm cái thềm cho ăn luôn. Dạ, dạ, ngồi đây cho rồi. Ăn cũng được. Đó, người ta đi vào người ta cho ăn. À, đi ăn cho ăn cho làm được. Vậy là anh làm một cái tấm sắt, rồi tấm tôn bình thường hay là xi măng? Bình hàn không sắt.
làm khung cái sắt. Kiểu mình tấm làm tấm xi măng mình đẩy lên, cái này chắc chia ra làm hai tấm cho người ta dễ dỡ thôi. Tại em thấy nó sợ nó cứng cái cục đá không? Dạ không sao, nay em làm nhiều không vấn đề. À, những cái chỗ cứng thì mình đừng có làm mau nắp Dạ đúng không? đúng rồi, Mình cái đó mình làm chết đúng không? là Mấy cái chỗ đó mình làm chết rồi dạ cho làm chỗ nắp. bản lề. Dạ đúng rồi, làm bản lề đưa lên là ok. À, cái ghế nhắm sơ sơ cái chi phí của cái hồ khoảng như thế nào để mình nhận được anh? Này em nghĩ cái này chắc có khoảng 30, 30. 30 giá mềm lắm đấy. Dạ ok, nếu mà sale em thấy là quá mềm. Không hiểu. Dạ quá mềm, nếu mà 30 là quá mềm, tại vì so với giá hiện tại á thì 30 người ta chỉ nhận cái phần thô thôi. Đúng rồi. À, phần thô và ấy thôi, chứ còn mà cả đá đồ gần 1,5 tấn đá đồ thì giá quá mềm so với khu vực ở Đồng Nai đây. Dạ đúng rồi, À, em vào đây là mềm, nó không có ai dạ. mềm bằng bọn em đâu. Rồi cả nhà đây là đối tác thi công của bên mình, cả nhà có cần những cái mẫu như thế này thì mình sẽ giao qua cho ảnh làm ở khu vực Xuân Lộc Đồng Nai hoặc là vòng vòng Đồng Nai, thì anh có thể chạy vòng vòng Đồng Nai là anh làm ok nha ha. Cả nhà cứ tham khảo một cái mẫu hồ bằng đá cổ thạch, viền đá cổ thạch thác rồi lọc hồ thì anh làm chống thấm ok, không 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 có bị thấm ha. Chứ không phải, tại vì đa số mình làm ở nhà mình rất tự tin cái về thấm thấm lắm, nhưng mà khi test lên bắt đầu nó thấm tùm lum hết, bắt đầu nó xuống rút 10 phân 20 phân rồi. À, tại vì bên mình hay nhận được những cái câu hỏi là bây giờ nó lỡ thấm rồi làm sao, thì bây giờ bắt đầu tô trét lại rồi thì nó Căng cũng lắm, cũng nó mà hơi bị rồi là nó căng cũng lắm, hơi căng lắm, nên có gì làm cả kinh nhà người đó. cứ tìm hiểu về cái vấn đề làm từ đầu nó chắc cú ha. Đó rồi về tham khảo về cái cảnh quan, về cái cách ảnh đi cây thì mai bữa sau này có dịp hoàn thành rồi hay là có thả cá hay cái gì đó thì mình lại update tiếp cho cả nhà để cả nhà tham khảo. Đó, cả nhà muốn ảnh làm thì bên mình sẽ giao cho ảnh là đối tác bên mình. Đó nên cả nhà cứ tham khảo. Chỗ này anh xài UV bao nhiêu watt anh? 40. À 40. Vậy là anh xài ô thứ nhất là UV 40W và chổi, ô thứ hai là xi măng, ô thứ ba là bơm 15.000, là bao gồm 3 luồng 34 và một luồng một ống thác 34 thác cao cỡ mét rưỡi anh ha, cao cỡ mét rưỡi là ok. Bây giờ anh đang làm hai hút đáy 90 thì anh sẽ bịt lại một cái để cho cái hút mặt và hút lửng nó mạnh hơn như thế này, tại vì hồ hồ khá là nhỏ nhưng mình làm hai hút đáy thì khi mà bật bơm lên thì nó tập trung vô cái đường lớn, nó tập trung vô cái đi cái đường 90 thôi, thì cái hút mặt hút đáy nó sẽ giảm đi. Thì bây giờ anh sẽ giảm một cái để cho cái hút mặt hút đáy, cái hút mặt và cái hút lửng nó đạt yêu cầu hơn ha, nó sẽ hút mạnh hơn để cho cái thác đồ tạo bọt đồ nó sẽ hút vô nhiều hơn, nó sẽ ok hơn. Vậy là dự trù một cái hồ ba khối này mình làm thi công khoảng thời gian bao lâu anh? Làm chưa được 10 ngày á. À, ồ, vậy là nhanh quá ha. Vậy là mình nhắm luôn cả cái khúc sân vườn chỗ này cỡ bao nhiêu mét vuông anh? Này chắc có khoảng cái sân vườn này chắc có khoảng 8 mét nữa. À, Cả 8 cái cỏ. à, 8 mét vuông Cỏ cỏ, cả cây cỏ đồ cây. đồi dưới trong cây luôn là khoảng 15 ngày không anh, hay là 20 ngày? Chắc có 15. À, cỡ 15 ngày là anh Cái này làm gấp đào thiết không được, cái xong. này đào tay á, chứ À, đầu tay hả? cái này mà múc nữa thì còn nhanh nữa. À. Xe vô không được. Đúng rồi, xe Ban đường đầu thì đường này chú hơi không có tính nhỏ. à. À. Chắc lót sạch rồi. Này phát sinh hả? Phát sinh hả chú? Tính làm cái khác. À, tính làm cái khác hả? Làm cái đồi nước, nước thì nó mát ha, Ồ, mát cho nên mẻ. cái nhà mát bên kia thì đủ bài rồi. À, chỗ này chú định làm nhà mát nữa hả chú? Cái này con cái con nó làm cái thằng ăn nhậu của nó. À, con là Nhưng mà bạn. bây giờ nó làm không phải cái nhà, nó làm cái kiểu như cái dù kéo xong rồi làm cái kiểu mẫu mã gì của cái chủ gì. À, dạ. Bây giờ nó ở Sài Gòn làm cái này, nó làm với ai mà tự làm. À, dạ. Cái này nó còn trang trí Ở nhà mình làm bao lâu rồi chú? Đẹp quá trời nhà luôn. tính ra ở cái này nó vì quá hợp đồng rồi đó, À, là trễ rồi hả chú? là 5 tháng rồi đó, À, trễ tại vì rồi. nó có làm đâu đó. Tại giờ làm cái tông màu trắng này đẹp ghê Chứ còn nó làm họ thì đúng ra xong đâu rồi, á. 5 tháng À, rồi mà tụi dạ. nó không có làm được. Mà tụi nó Dạ. thấy mua cá thì liên hệ bên anh là công ty luôn mà, Dạ. nên ra là À, rồi cả nhà hôm nay mình có dịp cái đi giao cho bên chú một ít vật tư cho cái hồ cá coi ba khối ở nhà tham khảo ha. Giờ gần mình đi tranh thủ mình có dịp mình đi thì mình sẽ đi cố gắng đi quay thật là nhiều hồ để cho cái nhà tham khảo. Mình theo mình thấy thì cái hồ này rất là ok ha. Còn theo cảm nhận của cái nhà như thế nào thì để lại bình luận bên dưới cho mình biết thử
cái ý kiến của nhà về cái hình chung là về cái độ thời gian và về sau này không biết là cái cả nhà thích cái loại hồ như thế nào, hiện đại hay là thác hay là như thế nào đó. Thì hôm nay là có một cái hồ nhỏ nhỏ 3 khối, hồ chính 2 khối và lọc 1 khối để cả nhà tham khảo. Cả nhà nhớ đăng ký để ủng hộ mình đi nhiều quay nhiều hơn ha cả nhà ha. Rồi hẹn lại cả nhà ở video lần sau. Bye bye.